chờ làn gió mới của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASEAN 19. Việc thi đấu chưa như ý của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024 là bài toán khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải tìm ra hướng giải quyết để giúp đội tuyển Olympic Việt Nam thể hiện bộ mặt giàu hứng khởi tại ASEAN 19. Một chút tiếc nuối của U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ khi đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 với kết quả bất bại 2 thắng, 1 hòa để lần thứ 5 liên tiếp góp mặt ở sân chơi hàng đầu châu lục. Việc chúng ta đoạt vé sớm trước một vòng đấu là điểm tích cực, cách triển khai lối chơi mà huấn luyện viên Chu Si thúc đẩy đã trở nên nhuần nhuyễn, rõ nét hơn. Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu trước đội U23 Yemen và trận hòa 2-2 đáng tiếc trước U23 Singapore đã chỉ ra những hạn chế của U23 Việt Nam. Rõ ràng, đội tuyển U23 Việt Nam cầm bóng nhiều nhưng quá hoang phí các cơ hội, trong khi hai bàn thua trước U23 Singapore ở trận cuối là không đáng có. Huấn luyện viên Đặng Phương Nam chia sẻ, nhìn lại vòng loại U23 châu Á 2024 và so sánh với SEA Games 32, chúng ta có thể thấy lối chơi của U23 Việt Nam đã được vận hành trơn tru hơn. Tuy nhiên, tốc độ luân chuyển bóng không cao, nhịp tấn công chưa được hợp lý, lúc thì nhanh quá khi thì chậm quá. Đội tuyển U23 Việt Nam tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng vẫn hỏng ở những đường chuyền cuối cùng hay ở các pha dứt điểm. Những quả tạt cuối cùng, đường chuyền cuối cùng, tiếp bước một, dứt điểm bị hỏng chính là lỗ hổng của công tác đào tạo trẻ, vì đây là kỹ năng của cá nhân cầu thủ. Huấn luyện viên cố gắng xây dựng, nhưng cầu thủ là người thực hiện chứ ông Chu Si cũng không vào đá thay được. Phải thẳng thắn thừa nhận chất lượng chuyên môn của lứa 2001-2002 không thể bằng lứa U23 Thường Châu 2018 hay U20 World Cup 2017 được. Điều này nhìn sâu ra, lỗi đến từ khâu đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Olympic Việt Nam đã chốt danh sách với 22 thành viên. Đây là những cái tên được kỳ vọng mang đến sự hứng khởi và mới mẻ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau chức vô địch U23 Đông Nam Á tiếp tục dùng những tài năng tuổi tin như Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Nam Hải, Đức Việt. Rõ ràng, điều này sẽ mang tới rủi ro về thành tích, nhưng ngược lại rất có thể sẽ là bệ phóng để lứa cầu thủ sinh năm 2004-2005 và cả bộ khung sinh năm 2003 như Văn Khang, Quốc Việt, Vĩ Hào, Xuân Tiến, cất cánh. Huấn luyện viên Đặng Phương Nam cho biết, chúng ta có thể thấy quá trình thích ứng lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Si đã thay đổi rõ ràng, nhanh và hiệu quả hơn, vì các cầu thủ đều có đủ trình độ. Ở vòng loại U23 châu Á 2024, Quang Thịnh đã chững chạc và mạnh mẽ hơn. Bộ đôi Tuấn Tài, Minh Trọng vẫn ăn ý nơi biên trái. Tuy nhiên, hơi thất vọng khi Văn Tùng đang chững lại, còn Văn Đô tiếp tục thất thường, trận hay trận dở, Thanh Nhàn tạm ổn. Do vậy, trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ hơn là hợp lý, nhất là phía sau có lứa 2003 rất tốt, cùng những cầu thủ sinh năm 2004-2005 giàu tiềm năng. Đội tuyển Olympic nằm chung bảng B với Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ, có cửa tranh hai vị trí đầu để lọt vào vòng loại trực tiếp. Tôi tin huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục sử dụng triết lý và sơ đồ 3-4-3 của huấn luyện viên Philippe Chu Si, nhưng vẫn có những nét riêng như không quá thiên về kiểm soát bóng mà cố gắng phát huy tốt nhất cầu thủ có trong tay. Điều này có thể thấy ở cách ông sử dụng bộ đôi Thái Sơn và Đức Việt mạnh mẽ, tranh chấp tốt ở giữa sân, khi đoạt bóng sẽ chuyển đổi nhanh lên trên. Tôi hoàn toàn tán đồng tầm nhìn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, không đặt nặng thành tích mà mở không gian cho các cầu thủ trẻ thử sức ở sân chơi châu lục. Đội tuyển Olympic có tinh thần thoải mái hoàn toàn có thể tạo ra sức bật và những trải nghiệm mới mẻ, hứng khởi ở ASEAN 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ngày 19 tháng 9 đá trận đầu, đội tuyển Olympic Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt với 22 cầu thủ, gồm 3 thủ môn, Đỗ Sĩ Huy, Quang Văn Chuẩn, Cao Văn Bình, 6 hậu vệ, Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Nguyễn Mạnh Hưng, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Đức Anh, 7 tiền vệ, Trần Nam Hải, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Đức Phú, Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, 6 tiền đạo, Nguyễn Quốc Việt, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Võ Nguyên Hoàng, Bùi Vĩ Hào. Dự kiến, ngày 16 tháng 9,
đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để dự ASEAN 19. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng B rất nặng, lần lượt gặp Mông Cổ 15 giờ ngày 19 tháng 9, Iran 18 giờ 30 ngày 21 tháng 9 và Ả Rập Xê Út 18 giờ 30 ngày 24 tháng 9. Tất cả các trận đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam đều được tổ chức trên sân Linpin Sport. Môn bóng đá nam ASEAN 19 có 6 bảng và sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội xếp đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào chơi vòng 16 đội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.